là đội đầu tiên mở màn cho vòng đối đầu tại Gap Việt mùa 3. Cư dân mạng đang bàn luận xôn xao liệu chiến binh nào sẽ đi tiếp với huấn luyện viên Andre Rihan. Trong teaser tập 7 của Gap Việt mùa 3 được hé lộ, team của Andre Rihan sẽ là đội hình ra sân đầu tiên trong vòng đối đầu. Và theo như những gì mà vị huấn luyện viên này tuyên bố, thì các thí sinh sẽ bước ra sân khấu với tinh thần đến để chơi nhạc chứ không phải là thi nhạc. Theo lời khẳng định của MC Trấn Thành, về việc team của anh Bo đã mang đến 4 bản hit, cho thấy độ mát tay của nam rapper trong công cuộc rèn luyện và trau chuốt cho các thí sinh trong đội của mình. Anh Bo hứa hẹn mang đến một trận đấu cực cháy khi sở hữu dàn chiến binh khủng. Tuy nhiên, liệu chiến binh nào sẽ đi tiếp vào vòng sau của Rap Việt mùa 3? Theo các dự đoán từ khán giả trên các trang mạng xã hội, cặp đôi SMO và Richie D.I.C. có tới 90% sẽ đấu với nhau, dựa trên trang phục tương đồng cũng như kỹ năng và số năm kinh nghiệm về việc chơi rap. SMO là chủ nhân nón vàng cuối cùng của vòng chinh phục. Có thể thấy giữa một thí sinh một chọn và một nón vàng, cán cân của khán giả hiện đang nghiêng rõ rệt hơn về phía SMO. Rapper hệ Khoan Richie D.I.C. chiến thắng ở vòng 8-3 sau khi thua đồng đội. Trong số các thí sinh còn lại, Minh Lai và Ryder là hai ngựa chiến chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Andre Rihan bảo vệ kỹ càng vì quá tiềm năng và sở hữu thực lực nổi bật, trội hơn hẳn so với những gương mặt còn lại. D-Lo cũng là một thí sinh nặng ký, nhưng theo nhiều nguồn tin hé lộ, dường như anh chàng này đã có phần thể hiện không tốt tại vòng đối đầu khi bị lấn át bởi năng lượng của trên hát và khiến bản thân rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng với khả năng fast flow thuộc top đầu của chương trình năm nay, D-Lo khả năng cao sẽ là chủ nhân của chiếc nón vàng của huấn luyện viên BJ. Cuối cùng, vòng 8-3 được dự đoán sẽ là sự quy tụ của những thí sinh có thực lực không mấy nổi bật của team Andre Rihan, bao gồm Zubie, Sophie Thăng và Richie D.I.C. Và tất nhiên, với nhiều năm kinh nghiệm, rapper hệ Khoan nhận được sự khẳng định cao từ cư dân mạng rằng anh sẽ là người đi tiếp. Hiện tại, đây vẫn chỉ là những dự đoán từ những khán giả yêu thích rap Việt, và việc có thí sinh yếu nhưng lại lội ngược dòng và mang đến những màn thể hiện ấn tượng hơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra tại chương trình này. Với chiến thuật khôn ngoan của mình, huấn luyện viên Andre Rihan chắc chắn sẽ mang được những quân át chủ bài bước tiếp vào vòng sau. Tập 7 của Rap Việt mùa 3 sẽ lên sóng vào thứ 7 ngày 8 tháng 7.